Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni Kinh. Tương truyền khi thiện trụ thiên tử biết được bản thân sắp thọ ác quả, phải luân hồi bảy kiếp làm súc sinh. Vua trời Đế Thích thương xót thiện trụ thiên tử, bèn tìm đến kỳ duyên Tịnh Xá Thịnh Đức Phật dạy phương pháp cứu giúp. Phật bèn vì ông mà giảng nói kinh Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni. Kinh nói rằng, thiên đế có Đà La Ni tên là Như Lai Phật đảnh tôn thắng, có thể rửa sạch mọi ác đạo, tiêu trừ hết thảy khổ não sanh tử. Phật bảo thiên đế Thích, có người nào nghe qua Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni này một lần, thì tất cả ác nghiệp địa ngục đã tạo trong đời trước đều được diệt sạch. Do đó mà kinh Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni này là một bộ kinh tiêu trừ ác nghiệp, là pháp môn phương tiện từ bi dòng đổ sanh. Vậy thì bộ kinh này được truyền vào trung thổ như thế nào? Phật Đà Ba Lợi. Ta, Phật Đà Ba Lợi, đến từ nước Kế Tần, một lòng cầu đạo, tâm không tà dày, chỉ mong trực nhận được lời dạy của chư vị thánh hiền, theo chân Đức Phật nhập diệt. Thánh hiền trong đời này, các bậc Bồ Tát lớn, khó tìm tung tích. Duy chỉ có Đại sĩ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, hiện ở núi Ngũ Đài, đang tiếp độ chúng sanh. Vì muốn tận mắt chiêm ngưỡng thánh dung của Bồ Tát, vì muốn tận tai nghe lời dạy của Bồ Tát, mà ta không quản ngại đường xa cách trở đến núi Ngũ Đài lễ bái yết kiến. Ta đã đi qua sa mạc cát nóng bỏng, khắc nghiệt. Ta đã đi qua đêm đen giá rét. Cuối cùng cũng đến dưới Ngũ Đài Sơn. Bồ Tát, người ở đâu? Thế Tôn, đệ tử Phật Đà Ba Lợi kiên thành đảnh lễ, xin cho con một lần thấy được thánh nhan của Bồ Tát Văn Thù, mong có thể lãnh thọ lời khai thị từ bi của Bồ Tát. Đệ tử không nề hà giảng dặn đến đông thổ này, chỉ nguyện Bồ Tát một lần hiển lộ chân tướng, dẫn dắt đệ tử thoát ra biển khổ. Thiên tai, hay trong một thiện nam tử không sợ khổ cực. Pháp sư không ngại khó khăn từ xa đến đây, chẳng biết có đem theo kinh Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni không? Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni kinh, không sai, chúng sanh ở trong thổ, đa phần tạo tội, người xuất gia trì giới cũng không dễ dàng. Chỉ có bộ kinh Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni này là bất khả tư nghị, có thể tiêu trừ tội nghiệp thế gian, không biết pháp sư có đem theo cùng hay không? Cái này, bần tăng không có mang theo. Ngài không mang theo kinh đến, nếu vậy cho dù bây giờ Bồ Tát có đứng trước mặt Ngài, Ngài cũng chưa chắc biết được. Ngài vẫn nên trở về Thiên Trúc lấy kinh điển, đến lúc đó trong hang Kim Cang Bồ Tát tử khắc sẽ gặp mặt Ngài. A-di-đà Phật. Phật Tổ, đệ tử sẽ lên đường đi Thiên Trúc, thề nhất định phải thỉnh được kinh Phật đảnh tôn thắng Đà La Ni đem về. Đến lúc đó, lại đến cầu kiến Đức Văn Thù Bồ Tát. Làm phiền Thuận Trinh trưởng lão lo liệu giúp, bần tăng hôm nay đến Thiên Trúc. Pháp sư, đường Tây Du Giang đang hiểm trở. Xưa kia pháp sư Huyền Trang trên đường Tây Du gặp biết bao khó khăn, nguy hiểm. Trải qua mười mấy năm mới thành tựu trở về. Pháp sư vừa mới từ phương Tây đến trung thổ, phong trần mệt mỏi, còn chưa kịp hồi sức, sao không nghỉ ngơi một thời gian đã, mà lại dỗ dàng muốn đi nữa. Lòng tôi nôn nóng, không thể chờ đợi. Đường đi thỉnh kinh tuy khó, nhưng tôi quyết tâm mong gặp Bồ Tát Văn Thù. Có khó mấy cũng không sợ, mong trưởng lão hiểu cho. Chỉ vì muốn tận mắt gặp Bồ Tát Văn Thù, thì ra là vậy. Tôi đã chuẩn bị hành lý cho pháp sư. Chuyến này ăn gió nằm sương, pháp sư nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe.
Trên hành trình, Phật Đà Ba Lợi gặp rất nhiều gian khổ chướng ngại, nhưng với ý chí kiên cường, quyết tâm muốn gặp được Bồ Tát nên đều vượt qua. Qua mấy năm, Pháp Sư Phật Đà Ba Lợi cuối cùng từ Ngũ Đài Sơn đã đến được Thiền Trúc. Phật Tổ, Phật Tổ, con đã thỉnh được kinh rồi, chỉ cần mang về hang Kim Cang tại Ngũ Đại Sơn là có thể gặp Bồ Tát Văn Thù rồi. Thỉnh kinh đó đâu thể chỉ vì gặp được Bồ Tát chứ. Thỉnh kinh là để mang đến Đông Thổ Hoằng Dương Đại Bi Đại Nguyện của Đức Phật, nhằm giải cứu chúng sanh khỏi luân hồi. Nếu không hiểu điều này, thỉnh kinh liệu có ích gì chứ? Lão Pháp Sư, thí chủ, cậu đây là mấy hôm nay tôi đột nhiên mắc phải một chứng bệnh lạ, khắp mình nổi đầy mụn nhọt. Thôn trưởng bảo đây là ác báo do tôi tạo nghiệp, dĩ nhiên là phải chịu đủ khổ sở rồi. Giờ cả người tôi vừa đau vừa ngứa, không chữa khỏi được. Tôi chỉ còn biết đến cầu xin Phật Bồ Tát giúp, khẩn cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho tôi khỏe bệnh, mau khỏi bệnh. Đây có lẽ nào Đức Phật chỉ bảo. Tôi sẽ tụng kinh Phật Đảnh Tuân Thắng Đà La Ni giúp cậu. Cậu phải giữ tâm thanh tịnh, thành khẩn lễ bái. Dạ. Thiện tài, cậu đã chứng kiến sự nhiệm màu của Phật Pháp rồi. Từ nay về sau, hãy sửa chữa bản thân, tịnh tính tam bảo, siêng làm việc thiện. Đa tạ Pháp Sư, cảm ơn Đức Phật, tạ ơn Phật che chở. Đa tạ Pháp Sư, đa tạ Pháp Sư. Chỉ có Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh là bất khả tư nghị, có khả năng tiêu tội của con người. Hóa ra bộ kinh này lại thần diệu đến như vậy. Tên hòa thượng nghèo xác kia không có tiền ở trong khoang thuyền, ngày nào cũng ngồi trên mũi thuyền tụng kinh. Đi, đi đến đó đùa với hắn ta một chút. Hòa thượng, ông cả ngày niệm Phật cũng chẳng thấy Phật của người có thần thông gì, không bằng đến uống rượu ăn thịt cùng tôi, có một ngày vui vẻ một ngày. A-di-đà Phật, người xuất gia không uống rượu. Gì hả? Ông không uống rượu là không chịu nể mặt chúng tôi rồi. A-di-đà Phật, hòa thượng đừng không có biết tốt xấu. Nhìn sắc trời chắc chắn sắp mưa to đến nơi. Ông không có tiền ở trong khoang thuyền, nếu không, nếu uống bình rượu này tôi sẽ tìm cho ông một chỗ để trú mưa, thế nào? Thí chủ, bần tăng là người thỉnh kinh, khó nào có thể làm khó được bần tăng. Hê, thỉnh kinh à? Ta cho ông khỏi thỉnh kinh này. Thế nào? Kinh của tôi. Thế nào? Ông vẫn cứ tiếp tục tụng kinh đi chứ, nói không chừng Phật Bồ Tát của ông sẽ đưa kinh cho ông đó. Hai người các ngươi thôi ngay cho ta, bỏ sắp tới nơi rồi, các ngươi còn tâm tình đi quấy phá hòa thượng, mau đi làm việc.
bánh lái bên phải, bánh lái bên phải. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Không xong rồi, cốt buồn không chống đỡ nổi rồi. Kinh của ta, kinh của ta. Kinh của ta. Phật Bồ Tát ơi, chẳng lẽ đệ tử tu hành chưa đủ sao? Chẳng lẽ đệ tử không gặp được Bồ Tát sao? Bồ Tát ơi! Kinh của ta. Kinh của ta. Kinh của ta, kinh của ta vẫn còn. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho những người bị đắm tàu lần này, mong cho họ sớm lên bờ giác, thoát khỏi luân hồi. A Di Đà Phật. Tội nghiệp của họ đã được tiêu trừ, thánh điển bất khả tư nghị như thế này, nếu có thể lưu truyền trong nhân gian, chỉ vì gặp được Bồ Tát. Thỉnh kinh là mang kinh điển đến Đông Thổ, hoàng dương tinh thần đại bi đại nguyện của Đức Phật, độ thoát chúng sanh ra khỏi đau khổ của luân hồi. Không hiểu điều này, thỉnh kinh có lợi ích gì? Thì ra Bồ Tát muốn ta thỉnh kinh là muốn đem kinh điển lưu truyền thế gian, để tiêu trừ ác nghiệp, giải cứu chúng sanh thoát ly biển khổ. Ta ban đầu chỉ vì mong gặp được Bồ Tát Văn Thù, lại quên mất đại bi đại nguyện mà Đức Phật đã ban dạy cho ta. Ta thật sự sai lầm. Đệ tử đã biết, đệ tử nhất định sẽ đem kinh điển này truyền bá trong nhân gian để cứu độ chúng sanh. Pháp sư Phật Đà Ba Lợi, ngài đã đi đường vất vả để thỉnh bộ kinh này, thật là công đức vô lượng. Bây giờ bệ hạ cho lệnh ngài phiên dịch bộ kinh này, xin lệnh chỉ. Thiện tài, Phật Đà Ba Lợi tuân chỉ. Hoàng thượng, hãy bảo trọng long thể. Việc phiên dịch kinh của Phật Đà Ba Lợi tiến hành đến đâu rồi? Dạ, đang gấp rút phiên dịch, sắp xong rồi. Tốt, tốt. Vậy đợi pháp sư dịch kinh hoàn tất, phải đem kinh đến vào cung để cúng dường, không cho bất kỳ ai tùy tiện đọc. Tuân chỉ. Phụng chỉ ban trưởng cho Pháp sư Phật Đà Ba Lợi, lụa 30 sấp, kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni nguyên văn và bản dịch nhập vào cung, không cho phép tự ý lấy đọc, khâm thử. Đại nhân, bộ kinh này phải được lưu truyền trong dân gian để giải cứu khổ nạn cho mọi người, không thể để thánh thượng tàn trữ trong cung được. Đại nhân, tuyệt đối không được. Dưới gầm trời này, không đâu không phải là đất của vua, đất đai bờ cõi đâu chẳng phải là của vua. Pháp sư ngài dám kháng chỉ sao? Đại nhân, thiên hạ là thiên hạ của muôn dân, vua phải đem sự bình an cho muôn dân, chứ không phải đọc hưởng phước báo. Hỗn sự, người đâu? Mau dẫn pháp sư đi. Không thể được, đại nhân, hoàng thượng, người không thể độc chiếm kinh điển được. Hoàng thượng, xin người tạo phúc cho lê dân trăm họ. Xin người hãy đem kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni truyền bá ra ngoài. Hoàng thượng, xin người tạo phúc cho lê dân trăm họ, hãy đem kinh điển truyền ra ngoài. Pháp sư quỳ bên ngoài đã bao lâu rồi? Cũng đã 3 ngày 3 đêm rồi. Hoàng thượng hay là... Hoàng thượng, xin người tạo phúc cho lê dân trăm họ, hãy đem kinh điển truyền ra ngoài. Bé hả? Pháp sư, người cứ quỳ lạy như vậy, không lẽ chê trẫm ban thưởng không hậu lĩnh,
Bệ hạ, Bần tăng trên đường đến đây đã trải qua thiên tân giản khổ, cửu tử nhất sinh, đâu phải vì mong sự ban thưởng của thánh thượng. Chỉ mong bệ hạ đem kinh Phật Đản Tôn Thắng Đà La Ni trả lại cho Bần tăng, để kinh điển có thể được lưu truyền khắp nhân gian, tiêu trừ tội chướng cho chúng sanh, như vậy mới là công đức vô thượng. Pháp sư, trẫm hỏi ngươi, kinh điển được cất giữ ở trong cung, được sự cúng dường của đế vương, chẳng lẽ không phải là công đức vô lượng sao? Ngài muốn lưu truyền nhân gian để hơi miệng hôi hám của lũ nông dân quê mùa nghèo khó tụng niệm, bị ám thứ khói hương được là thô sơ, đây có thể được xem là công đức hay sao? Bệ hạ, phá sanh tử, đắc bồ đề, độ chúng sanh mới là công đức chân thật. Tâm quân dương phải đi liền với tâm của bá tánh, chứ không phải là hạn hẹp trong cung nội hay triều đình. Bệ hạ, vì tư lợi của mình mà cất giấu kinh điển, kinh điển này không thể tạo phước cho người trong thiên hạ. Há không nghe câu dân là trọng, xã tắc thứ yếu, vua càng nhẹ hơn? To gan, pháp sư chớ có vô lễ, không sợ bệ hạ giáng tội sao? Bần tăng chỉ cầu mong bệ hạ thương xót chúng sanh trong thiên hạ, giúp họ thoát khỏi bể khổ, dù có chết cũng không sợ. Thiên hạ không phải là thiên hạ của trẫm, mà là thiên hạ của mọi người. Chúng sanh cũng không phải là đồ chơi trong tay của trẫm, mà là mỗi nhân duyên khác nhau. Tâm của quân dương phải bao bọc người trong thiên hạ, vì trăm họ mà tạo phước, hướng đến kinh điển, lại là chấp trước vào kinh điển, làm sao hợp với công đức vô thượng này? Pháp sư, trẫm sẽ trả lại kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni cho ngài. Ngài nhất định phải làm cho bộ kinh này được lưu truyền khắp nơi, cho bá tánh muôn nhà đều được phúng tụng, đem công đức ban khắp trăm họ. Cảm tạ bệ hạ, cảm tạ bệ hạ, cảm ơn Tam Bảo gia trì. Phật Đà Ba Lợi nhận lại kinh điển ở chùa Tây Minh, cùng Thuận Trinh Hòa Thượng dịch lại kinh Phật Đẳng Tôn Thắng Đà La Ni, hết lòng vì muốn lưu truyền kinh điển này cho nhân gian, làm lợi ích cho mọi người. Phật Đà Ba Lợi mang kinh Phật Đẳng Tôn Thắng Đà La Ni dịch lại một lần rồi bàn giao cho người bạn tốt là Hòa Thượng Thuận Trinh đem truyền bá. Nhờ đó mà trung thổ mới có thần chú Tôn Thắng lưu truyền. Mãi cho đến năm 776 Tây Lịch, Đường Thái Tông hạ chiếu thư lệnh cho tăng ni trong cả nước mỗi ngày phải trì tụng chú Tôn Thắng 21 biến. Do đó mà thấy lúc đó chú Tôn Thắng được coi trọng đến dường nào. Bồ Tát, đệ tử Phật Đà Ba Lợi đã thỉnh kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, đã phiên dịch hoàn tất, cũng đã thỉnh chư vị pháp sư đem bản dịch truyền bá khắp nơi. Dân tôi xin lỗi Bồ Tát. Bồ Tát. Bồ Tát, dân tôi xin lỗi Bồ Tát. Phật Đà Ba Lợi trải qua 6 năm từ Thiên Trúc Thánh về kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni và phiên dịch hoàn tất rồi, truyền bá rộng khắp. Còn Phật Đà Ba Lợi cũng được Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tiếp dẫn. An Tường Thị Tịch tại Ngũ Đài Sơn. Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni kinh rất phổ biến ở Trung Thổ, mang đến thiện duyên phước đức cho thiện nam tín nữ thoát ly khổ ác thú. Thậm chí sau này còn được Minh Thành Tổ Chư Lệ suy tôn sánh ngang với bậc đế dương. Kệ tụng của cổ đức cũng xưng tán bộ kinh này như sau. Tích Nhật Tôn Giả Giảng Đông Lai, khước bị văn thù quá dẫn khai, đông thổ nhược vô tôn thẳng chủ, cô hồn nan dĩ thoát trần ai.